Bạn lựa chọn quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân và bạn sẽ gọi điện cho ai ạ? Anh muốn không ạ? Trong 13 phút gọi. Anh muốn không đây? Chúng tôi xin phép được kết nối. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available. Bức cả mình. Chết cha bây giờ. Vâng, xin chào anh. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Tôi là Tiến Dũng, hiện nay đang ngồi ở trường quay Ai Là Triệu Phú. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. Và bạn quyết định nhờ đến sự trợ giúp của anh. Anh đã sẵn sàng Google chưa ạ? Nhưng cứ loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu người nhá, ăn cướp thế rồi là gì? Dạ vâng ạ. Mạnh nào đánh chết cha bây giờ.